Những kinh sách quan trọng nói đến chuyện tà dâm chia theo kinh thành 4 khoa, 24 điều, đa phần thuộc việc nghiên cứu để hiểu rõ lý lẽ. Tôi nghe ngày trước, khi dịch giả Cưu Ma La Thập sắp nhập diệt, Ngài ngửa mặt lên trời thề: "Tôi phiên dịch kinh điển, mỗi chữ đều thành thật. Nếu có điều gì hư dối thì lưỡi tôi nát ra." Đến lúc làm lễ quả thiêu, tất cả mọi người đều thấy lưỡi Ngài không cháy mà còn đỏ như hoa sen. Chân ngôn ba tạng nhờ oai lực đó, cung trời cung rồng cùng đem châu báu hương hoa xây tháp nghìn tầng. Đáng buồn những người phàm chúng ta có mắt như mù, tạo những tội lỗi thật đáng tiếc thương. Tôi nay rửa tay kính ghi đôi điều, gửi đến những lời quê mùa, mong lưu thông đến muôn nhà, cùng nhau giết chết ma dâm để được đứng vững trong đời. Thứ nhất, Bồ Tát mắng dâm dục. Kinh Đại Bảo Tích nói: "Bồ Tát nhìn xem tất cả chúng sinh vì ngu si điên đảo nên đam mê nơi dâm dục. Đối với mẹ, chị em gái mà còn cưỡng bức huống chi những người khác." Sau khi quan sát những điều như thế, Bồ Tát nghĩ rằng: "Đau khổ thay những chúng sinh trong cõi đời, từng nằm nghỉ trong thai mẹ, được sinh ra bằng cửa mình của mẹ, sao không hổ thẹn mà còn dâm dục, thương cho họ đọa lạc trong các cõi quỷ đói, địa ngục, súc sinh, diêm la, không lúc nào được ngưng nghỉ. Giống như người mù bị bầy chó đuổi cắn, rớt xuống hố sâu, những chúng sinh đó cũng như thế, giống như con heo ở trong chuồng bẩn, lại ăn uống trong đó, chưa bao giờ thấy chán ghét. Những chúng sinh đó cũng như thế, nay ta sẽ vì họ tuyên nói Phật Pháp, khiến họ mãi mãi cắt đứt phiền não tham dục." Kinh Nguyệt Thượng Nữ nói: "Các bạn, ngày trước các bạn có thể làm cha tôi có thể đã từng làm mẹ các bạn, cùng làm cha mẹ anh em của nhau, sao lại sinh tâm dâm dục với nhau? Có thể ngày trước tôi đã giết các bạn cũng có thể đã trả thù giết lại tôi. Mỗi người đều thù oán nên giết hại lẫn nhau, sao bây giờ lại sinh lòng muốn dâm dục?" Luận Trí Độ nói: "Bồ Tát quán sát thấy trong những thứ suy đồi thì việc suy đồi do người nữ là quan trọng nhất. Những tai họa như chiến tranh, hỏa hoạn, sấm sét, bão tố, oan gia, rắn độc đều có thể tạm thời đến gần được, nhưng không nên tiếp xúc tính keo kiết, đố kỵ, xúc xỉm, tranh giành, ô uế, tham lam nơi người nữ." Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: "Đừng nên giao tiếp với người phụ nữ, đừng chuyện trò với họ. Ai có thể xa rời được người nữ thì có thể xa lìa được tám nạn." Kinh Trường A Hàm nói: "Đức A Nan bạch Phật, nếu sau khi Ngài nhập diệt rồi có những người nữ đến nhờ dạy dỗ, chúng con phải đối xử thế nào?" Đức Phật dạy: "Đừng gặp họ." Đức A Nan lại bạch: "Nếu đã gặp rồi thì phải đối xử thế nào?" Đức Phật dạy: "Đừng trò chuyện với họ." Đức A Nan lại bạch: "Nếu đã nói chuyện với họ thì phải ứng xử thế nào?" Đức Phật dạy: "Nên giữ tâm mình." Kinh Mật Nghiêm nói: "Nam nữ quyến luyến nhau, tinh huyết họ cùng trộn lẫn, như trùng sinh trong bùn thối. Những chúng sinh được sinh ra cũng như thế." Tất cả có 4 chương. 2 chương đầu nói về việc thương xót tất cả. Chương thứ 3, thứ 4, thứ 5 nói đến việc cắt đứt cội gốc dâm dục. Chương cuối cùng bài xích sự ô uế của dâm dục để tổng kết. Thứ hai, tội báo tà dâm. Pháp Uyển Châu Lâm chép: "Đức Phật dạy, người tà dâm mắc 10 tội. 1. Là thường sợ chồng người giết. 2. Là vợ chồng lục đục. 3. Là tăng ác giảm thiện. 4. Là vợ con cô đơn. 5. Là hao hụt tài sản. 6. Là thường bị người nghi ngờ về những việc ác mình đã làm. 7. Là bị bạn bè coi khinh. 8. Là kết bạn với nhiều người thù địch. 9. Là khi chết rơi vào địa ngục.
Và 10 là khi hết tội báo sẽ làm người đàn ông có vợ lăng loàn. Khi quả báo hết, làm thân người nữ thì cũng nhiều người khác lấy chung chồng. Kinh Bát Sư nói: những người tà dâm khi xâm phạm người phụ nữ hoặc bị chồng người kia bắt bớ, khi bị tai ương làm liên lụy đến cả dòng tộc, hoặc bị quan lại bắt trói dùng những đòn hiểm để tra tấn, khi chết lần lượt chịu khổ trong địa ngục súc sinh. Nếu được sinh lại làm người thì gia đình dâm loạn, vì ta thấy như thế nên không dám dâm dục nữa. Kinh Tát Giá Ni Kiền Tử nói: không thấy đủ với vợ mình, muốn hành dâm với vợ người, hạng người này không biết xấu hổ nên phải chịu khổ suốt đời. Kinh Ưu Bà Tát Giới nói: nếu không đúng lúc, không đúng chỗ, không phải người nữ, nếu có liên quan đến bản thân mình đều gọi tà dâm. Nếu liên quan đến bản thân mình nhưng nghĩ đến những người khác, người thuộc người khác nhưng nghĩ của mình cũng gọi tà dâm. Tà dâm cũng có nặng có nhẹ, gây ra phiền não trầm trọng thì mắc tội nặng, gây ra ít phiền não hơn thì mang tội nhẹ. Kinh Niết Bàn dạy: tuy không chung đụng với người nữ nhưng Bồ Tát thấy nam nữ theo nhau vẫn sinh lòng tham đắm, đó gọi là hủy tịnh giới. Kinh Tạo Tương Công Đức nói: Đức Phật nói với Ngài Di Lặc, có bốn thứ nhân duyên khiến cho người đàn ông chịu thân phi nam phi nữ. Một là hủy hoại thân thể người khác cho đến súc sinh. Hai là cười nhạo vì sa môn nữ giới. Ba là vì ham muốn dâm dục nên cố ý phạm giới. Bốn là gần gũi người phạm giới, khuyên người khác phạm giới. Nếu có những người trước kia đã phạm những lỗi như thế, sau đó phát lòng tin, tạo hình tượng Phật thì không còn chịu những khổ báo như vừa kể trên. Lại có bốn loại nghiệp có thể khiến người trượng phu chịu thân bán nam bán nữ. Một là đem những thứ ô uế đến những nơi thờ phụng trang nghiêm. Hai là tham đắm thân người đàn ông. Ba là làm chuyện dâm dục ngay thân mình. Bốn là bán phụ nữ cho người khác. Nếu có những chúng sinh đã lỡ làm những điều đó, tự mình hối lỗi, tạo hình tượng Phật thì không chịu thân ấy nữa. Tất cả 6 chương, chương đầu, chương 2, chương 3 nói về người ác, chương 4 nói về người thiện, chương 5 nói về người xuất gia, chương 6 khuyên họ sám hối. Thứ ba, công đức của việc không dâm dục. Kinh Thất Phật Diệt Tội nói: người thọ trì giới không dâm dục được 5 vị thần hộ vệ. 1. Tên Trinh Khiết. 2. Tên Vô Dục. 3. Tên Tịnh Khiết. 4. Tên Vô Nhiễm. 5. Tên Đản Địch. Kinh Phật Bát Nê Hoàng nói: Phật nói với nại nữ, người không tà dâm có 5 điều làm tăng thêm phước đức. 1. Là được nhiều người ngưỡng mộ. 2. Là không sợ quan lại bắt bớ. 3. Là thân được yên ổn. 4. Là sau khi chết được sinh lên cõi trời. 5. Là được thân thanh tịnh, đắc đạo Niết Bàn. Kinh Giới Đức Hương nói: người không dâm dục, không phạm thê thiếp người khác là người như được sinh ra trong hoa sen. Kinh Lăng Nghiêm viết: nếu tâm các chúng sinh trong 6 đường không nổi lên dâm dục, họ sẽ không còn lặn hụp trong dòng sông sinh tử nữa. Các người tu pháp môn Tam Muội vốn là thoát khỏi cảnh trần, nhưng không từ bỏ lòng dâm thì không thể ra khỏi cuộc đời được. Giả sử có nhiều trí tuệ được thiền định trong đời này nhưng không cắt đứt dâm dục cũng rơi vào đường ma. Phải cắt đứt lòng dục nơi thân và tâm, tính đoạn cũng không còn nữa mới có thể hy vọng thành Phật. Kinh Đề Vị nói: phải kiên kỳ trong những ngày như 3 tháng trường trai trong năm, 6 ngày ăn chay trong tháng, dưới ánh sáng của trăng, sao, mặt trời và ngày bát vương. Kinh Thiền Yếu Ha Dục nói: những người tu hành cầu đạo, trì giới tu định nên trừ 6 thứ dục lạc, đó là sắc dục, hình dáng, cách đi đứng, tiếng nói cười, lụa là quần áo, tướng người, những thứ trang sức trên người,
nên bảo họ xem đó là những thứ bất tịnh. Tất cả 6 chương, chương đầu và chương 2 nói chuyện phước đức dồn đến, chương thứ 3 và chương thứ 4 nói đến chuyện xa lìa sinh tử, chương 5 và chương 6 dạy cách trì giới. Thứ 4, cảnh tỉnh những người tại gia. Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp nói: Nữ sắc là xiềng xích trong thế gian, người phàm tham đắm rồi không thể thoát ra được. Nữ sắc chính là tai họa của thế gian, người phàm dính vào đến chết cũng không tránh được. Nữ sắc là tai họa suy đồi của thế gian, người phàm gặp phải không tai nạn nào không mắc. Người tu hành đã xả bỏ được nó mà lại nhớ nghĩ thì những người này như những người được ra khỏi lao tù lại muốn trở vào. Từ điên cuồng được tỉnh lại muốn điên lại. Kinh lại nói: Lời người phụ nữ như mật ong, nhưng tâm họ như thuốc độc, giống như khe suối lặng lẽ, nhưng trong đó có long dao đang trú ngụ, như núi châu báu, trong đó có sư tử đang rình rập. Gia đình đảo lộn đều do người phụ nữ, tôn tộc tan nát. Tội của người nữ, họ chính là những tên giặc âm thầm giết hết trí tuệ loài người, giống như tấm lưới giăng cao, không một con chim nào lọt, lại như lưới cá dày, một khi tôm cá dính vào thì khó sống được. Vì thế, người trí biết được điều đó nên xa lánh, không để nó làm mê mờ. Kinh Đại Bảo Tích viết: Nên biết phụ nữ là cội nguồn của mọi thứ khổ não, là cội nguồn của mọi chướng ngại, là cội nguồn của mọi thứ chết chóc, là cội nguồn của những ràng buộc, là cội nguồn của mọi thù hằn, là cội nguồn của mọi thứ ngu muội. Nên biết phụ nữ là người làm mờ mắt tuệ của các bậc thánh. Nên biết phụ nữ là cánh hoa sắc nóng bay khắp mọi nơi, chân ta có thể dẫm phải. Kinh lại nói: Sao có tên phụ nữ? Phụ có nghĩa gánh nặng. Nó khiến tất cả chúng sinh mang gánh nặng trên vai đi khắp mọi nơi. Kinh lại nói: Ta xem trong hàng nghìn thế giới, oán kết lớn nhất đó là các thứ ham muốn về thê thiếp, sắc dục. Vì họ bị những thứ sắc dục đó ràng buộc trong các pháp lành, nó là thứ gây trở ngại thứ nhất. Kinh Tứ Thập Nhị Chương viết: Người bị những thứ ruộng nhà, ao hồ và sắc dục trói buộc còn khổ hơn cả bị nhốt trong lao tù. Trong lao tù còn có ngày được thả, nhưng bị vợ con trói buộc thì không còn hy vọng ngày thoát ra. Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã viết: Người tại gia gặp phụ nữ thì lòng họ không vui vẻ, thường lo lắng, giống như có người đi trong đầm hoang, sợ giặc cướp bóc. 6 chương. Chương đầu, chương thứ nhất, chương thứ hai là nói chung về sự nguy hại của nữ sắc. Chương thứ tư và thứ năm nói chúng sinh bị sắc dục trói buộc. Chương cuối nói đến chuyện do lo lắng nên sau đó mọi người đều tu tập pháp môn quán tưởng, công phu rất tỉ mỉ, cần phải lắng lòng quán chiếu đến lúc thuần thục mới có thể cắt đứt nguồn gốc dâm dục. Quán tưởng bào thai như ngục tối. Khi quán pháp này thành tựu, hành giả thấy rõ những cảnh tượng đau khổ trong bào thai, đó là chỗ đầu tiên để ta chấm dứt dâm dục. Lúc cha mẹ chưa sinh, ta đang ở đâu? Chỉ vì khi đầu thai thấy dục nên sinh tâm ham muốn. Khi lòng dục nổi lên, liền bị tinh cha huyết mẹ vây kín. Từ trong 10 tháng đó, lần lượt trả nợ đời trước. Lúc mẹ ăn những thứ cay nóng, ta thấy mình như chịu nước sôi. Khi mẹ ăn những thức ăn nguội lạnh, ta như nằm trên đống băng. Khi bụng đã đầy tràn, trên đầu như treo túi sắt. Khi bụng không thứ gì, ta như lơ lửng trong hang, không nơi nương tựa. Khi sắp sinh, cha kinh, mẹ cũng khiếp. Bà con vây quanh giường cúi đầu vái trời đất. Thân ta như kẹp giữa hai hòn núi lơ lửng khó thoát ra. Lúc đó, bà đỡ cầm đầu ta kéo như kéo dải băng. Da non chạm tay bà đau như bị dao cắt. Mở miệng liền khóc thét, thống khổ không chịu nổi. Nhưng những người xung quanh không hiểu được điều này lại vỗ tay vui mừng. Há biết rằng những người tán thưởng đó ngày xưa cũng lâm tình cảnh như thế này,
Trong đêm nên suy nghĩ, chao ôi thật là lạ. Những lời này không phải tôi nói mà được trích trong kinh Ngũ Vương. Người phàm tham đắm nơi ái dục sẽ bị nó trói buộc trong vô lượng vô số kiếp. Không ai có thể thay ta chịu khổ được. Muốn phá được thứ giặc phiền não đó, người trí phải bắt được tên cầm đầu. Tên cầm đầu đó là ma dâm. Khi ma dâm đó chết rồi thì đám quân lính của nó cũng thất bại. Đem những cảnh thê lương trong thai để nói đôi lời, mong tất cả mọi người trong đời sinh một lần này nữa thôi. Kinh Tu Hành Địa Đạo nói: khi thai được 7 ngày, ban đầu không có dấu hiệu gì, 27 ngày như ván bơ mỏng, 37 ngày như bơ sống, 47 ngày như bơ chín, 57 ngày như sữa sống, 67 ngày như miếng thịt, 70 ngày như cục thịt, 80 ngày thai đã cứng thành khối, 97 ngày thai biến thành 5 bóng nước, đó là 2 khuỷu tay, 2 xương đùi và gáy. 107 ngày tiếp tục sinh 5 bóng nước nữa, đó là 2 cổ tay, 2 cổ chân và đầu. 117 ngày lại sinh 26 bóng nước, đó là 10 ngón tay, 10 ngón chân, 2 mắt, 2 tai, 2 mũi và miệng. 127 ngày mụn nước đã sắp thành hình. 137 ngày ruột bắt đầu thành hình. 147 ngày ngũ tạng được hình thành. 157 ngày ruột già hình thành. 167 ngày ruột non hình thành. 177 ngày bao tử hình thành. 187 ngày hai cơ quan nữa hình thành. 197 ngày hình thành các đốt xương cánh tay, cẳng chân. 207 ngày hình thành bộ phận sinh dục và vú. 217 ngày hình thành 300 khúc sùng như trái bầu mới nhú. 227 ngày như quả bầu chưa chín. 237 ngày cứng như trái hồ đào. 247 ngày hình thành 100 đường gân. 257 ngày hình thành 70.000 mạch máu. Nhưng chưa đầy đủ, 267 ngày như dáng ngó sen. 277 ngày hình thành 363 đường gân. 287 ngày mới hình thành bắp thịt. 297 ngày bắp thịt lớn dần. 307 ngày hình thành da. 317 ngày da bắt đầu dày lên. 327 ngày da đầy đủ. 337 ngày các chi tiết như tai, mũi, vai, ngón chân, ngón tay, đầu gối được hình thành. 347 ngày hình thành 99 vạn lỗ chân lông, tóc, râu, vân vân, nhưng chưa đầy đủ. 357 ngày các lỗ chân lông đã đầy đủ. 367 ngày hình thành móng tay, móng chân. 377 ngày bụng mẹ như có gió nổi lên, thông ra 7 lỗ trên cơ thể. 387 ngày tùy vào nghiệp thiện ác đời trước mà có mùi thơm hay thối, bắt đầu định hình đẹp hay xấu, sang hay hèn. Lúc này chưa đủ 9 tháng, chỉ dư 4 ngày. Sau 4 ngày gió đã thổi đến tận hài nhi, khiến nó quay ngược lại, đầu hướng về sản môn. Nếu nó là đứa có phước đức, liền tự nghĩ ta sẽ nhảy vào bồn tắm hoặc đến nơi có hương thơm. Nếu nó là đứa bé do ác nghiệp sinh ra, nó sẽ nghĩ mình rơi vào núi đá hoặc bị treo trên cây kiếm. Nghĩ đến đó nó buồn bã không vui, đến lúc ra khỏi thai mẹ như bị hòn núi ép lại, đau khổ không thể tả. Vì vậy nó mê mờ, không biết đi đâu về đâu. Lúc lớn lên, nhờ có không khí và thức ăn, cơ thể liền sinh 80 thứ trùng. Chi tiết có trong những phép quán sau này. Quán thân thể là nơi trú ngụ của vi trùng. Khi quán phép này thành công, hành giả thấy đầy đủ những thứ vi trùng đang trú ngụ trong cơ thể. Đó là bước đầu bước vào phép quán này. Ô uế thay tấm thân này, vô số vi trùng tụ tập ẩn núp trong đó. Hình dáng nó nhỏ bé, người phàm không biết được, chỉ mắt người trí mới nhận ra. Nếu tĩnh tâm để quan sát, thấy nam nữ như những đứa trẻ đang chơi đùa. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ viết: trong sọ người
có hai loại vi trùng đi lại trong hộp sọ, ăn não. Lại có loại trùng tên phóng dật ở trên đỉnh đầu gây tật bệnh cho người. Lại có loại trùng tóc ở ngoài xương sọ, thường ăn chân tóc. Lại có trùng tai, ăn những thứ cáu bẩn trong lỗ tai. Lại có trùng mũi, ăn những thứ cáu bẩn trong mũi. Lại có trùng mỡ, ở dưới lớp mỡ, khi nó nóng giận liền khiến người đau đầu. Lại có loại trùng uống nước bọt, ở cuốn lưỡi, khi nó nổi giận liền khiến miệng ta khô nóng. Lại có loại trùng thích ăn những thứ như thức ăn ở đầu lưỡi. Khi nhận được thức ăn ngon, nó liền ưa thích. Khi nhận được thức ăn không ngon, thân nó mềm nhũn ra. Lại có loại trùng lục vị, khi nó thích một thứ thức ăn nào thì ta cũng thích thức ăn đó. Lại có loại trùng chân răng ở trong răng, khi nó nổi giận liền khiến ta nhức răng. Lại có bốn loại trùng ở trong cổ họng, khiến nước miếng tiết ra lung tung khi ta ăn uống, rồi đưa những thứ đó vào cuốn họng, trộn lại với tủy não, khiến ta nôn mửa. Lại có loại trùng giữ hơi thở, khi nó nổi giận, cổ họng ta bị tắc lại. Lại có hai thứ trùng kéo dài, được sinh ra trong các đốt xương, khiến ta nhức nhối nơi các mạch máu. Lại có trùng gây phù thủng ở trong cơ thể, khi nó uống máu sẽ khiến ta phù thủng. Lại có loại trùng thích ngủ ở khắp thân thể, khi mệt nó về ở nơi tim thì ta sẽ buồn ngủ. Lại có 10 loại trùng đi khắp gan thận khiến ta sinh bệnh. Lại có 20 loại trùng đi lại trong tủy xương, khi nó uống tinh dịch thì lòng dục ta liền nổi lên. Lại có 20 loại trùng đi lại nơi bộ phận sinh dục khiến ta ốm yếu, bực bội, phần dưới cơ thể thường hôi hám. Lại có 10 loại trùng ở trong phẫn giải, hình dáng xấu xí, khiến người bị thổ tả hoặc khiến người bí bách. 80 loại trùng vừa kể đều có đủ tên và hình dáng, chi tiết được mô tả trong kinh điển, vì nhiều quá không nên kể ra. Quán không sạch sẽ. Khi thực hành phép quán này thành tựu, liền phát hiện ra tinh huyết nam nữ là những thứ ô uế. Vì thế, nó là phương tiện để đối trị những yếu tố làm nổi lên lòng dâm dục. Những chuyện khổ não trong thế gian đều do ái dục sinh ra. Nếu không cắt đứt lòng ái nhiễm thì khi đối mặt với sắc dục liền khiếp sợ. Nước trong xương tiết ra, lửa lóe lên từ mắt, lòng hùng dũng biến mất, nghiệp đã nặng lại càng sâu hơn. Lúc thường vẫn giữ lễ hoặc còn trọng thanh danh, nhưng đến khoảnh khắc đó thì không còn bàn đến chuyện liêm sĩ nữa. Quỷ thần cũng không ngán, danh giáo cũng không kéo lại được. Trong cõi đời ô trọc mênh mang, ta liền bị ngục tù giam hãm. Những lời dạy của thánh hiền không còn dù trên giấy. May có lời dạy của Như Lai mở rộng cửa cam lồ để dạy pháp quán không sạch sẽ. Khi quán phép này thành tựu rồi thì lửa dục biến thành băng. Cho dù tiên nữ đang đứng trước mặt cũng coi như kẻ đi sinh bị hủi, huống gì những người nữ phàm phu trong thế gian vốn là cái bọc da. Không cần nói nhân quả, không cần những biện pháp trừng trị nghiêm ngặt, khi thấy những thứ ô uế tích tụ lại như thế thì ma dâm cũng không dám giành giật. Khi quán phép này được thành tựu thì nguồn gốc dâm dục bị nhổ sạch. Từ trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta giống như bà Ma Đăng, dùng nhiều phương cách để khống chế. Khi nhìn thấy cảnh thì tâm liền sinh. Sau khi quán phép này xong thì lòng tham muốn tự nhiên nhẹ nhõm. Hôm nay được chút giác ngộ, xin cúi đầu trước Đấng Thế Tôn, trong đời tương lai xin được giết sạch ma dâm dục, rồi phân thân đi khắp các cõi nước, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Trương Phu Tử ở Am Băng dạy rõ ràng cho tôi rằng phải tu các pháp quán tưởng, giống như học cách nấu ăn. Khi đã thành thục rồi, không còn thấy cả thân trâu. Dùng dao 19 năm như vừa mới mài, cây kiếm giết ma của ta mài nhiều đã thành vàng, chém tất cả những con quỷ ẻo lả. Trong mắt của ta không ai đẹp cả, dù nàng Tây Thi quỳ dưới chân, ta cũng xem như bao da bọc xương cốt. 36 thứ đều là những thứ ô uế hôi hám. Nếu không nói ra thì không ai hiểu, có thể thành ngu si. Nhân đây nói đôi lời, tuy còn thô lậu khó đọc, nhưng muốn nghĩa lý dân giả
để những người ít học nhất cũng có thể nghe được, nghe rồi sẽ nói lại cho những người khác, cùng nhau tát cạn dòng sông ái để ánh sáng Phật Pháp chiếu soi, đánh tan những u ám của cuộc đời. Thứ nhất, hình dáng chung của nam nữ. Hãy quán xét tất cả người phàm phu đều được sinh ra bởi dâm dục nên nguồn gốc không sạch, vốn là sự trộn lẫn tinh cha và huyết mẹ. Đó là chịu sự sinh ra không sạch, nằm ở giữa sinh tạng và thục tạng, đó là nơi chỗ sinh không sạch. Khi ở trong bào thai, chỉ biết uống huyết mẹ, đó là ăn những thứ không sạch. Khi đủ 10 tháng, sinh ra bằng đường sản môn, đó là từ khi mới chào đời không sạch. Máu mủ trong cơ thể từ trong 7 lỗ chảy ra, do đó cả cơ thể không sạch. Thứ hai, tướng căn người nữ ô uế. Kinh Đại Oai Đức Đà La Ni viết: Đức Phật nói với A Nan, nên biết trong thân người nữ có 5 loại dòi mà người đàn ông không có. 5 loại dòi đó trú ngụ trong 2 đường, mỗi ổ trùng có 80 con. 2 đầu mỗi con có 2 miệng, miệng nào cũng sắc nhọn như lưỡi dao bằng sắt. Những con dòi này thường làm cho người phụ nữ bực bội rồi rút rỉa họ, khiến những người phụ nữ cử động. Thứ ba, tướng bụng nhơ nhớp của người nữ. Kinh Thiền Bí Yếu nói: Khi người tu hành khởi lên lòng dục, thì cả ngày đêm họ đều nghĩ đến chuyện dâm dục như cứu đầu mình đang cháy, thì nên nhanh chóng ngăn cản ngay. Việc đầu tiên của phương pháp ngăn cản nó là quán tử tạng. Tử tạng nằm trên dưới sinh tạng và nằm trên thục tạng, có 90 lớp màng như bào thai heo chết, trong đó chứa đầy chất lỏng hôi hám, hình dáng như ruột ngựa, đầu tròn, đuôi nhọn, kéo dài đến sản môn. Chính giữa có 1.900 đốt nhỏ như đường gân trên lá chuối, xung quanh có 80.000 ổ vi trùng bu bám. Khi người phụ nữ ăn uống vào, nó liền phân tán thành 404 mạch máu. Sau khi ăn xong, những thứ chúng nó nôn ra thành mủ có màu như máu. Lại có loại trùng nhỏ chạy nhảy trong đó, sau 1 tháng tích tụ không thể chứa được, vì thế người nữ có kinh nguyệt. Thứ tư, tướng thân thể của người đàn ông không sạch sẽ. Kinh lại nói: Trong 404 mạch máu trong cơ thể người đàn ông đều xuất phát từ con mắt rồi chảy dài đến ruột, nằm dưới sinh tạng và trên thục tạng. Hai bên có mủ màu xanh sẫm như tinh dịch trâu rừng, hôi hám không chịu được. Khi gần đến âm hộ, nó chia thành 3 nhánh như đường gân trên tàu lá chuối, có 1.200 đường răng như thế. Mỗi đường gân đều có loại trùng gió nhỏ bằng sợi tơ. Bên ngoài trùng gió có loại trùng màu sắc như sợi gân, độ 78.000 con như thế vây quanh thành hình vòng tròn. Khi mắt người đàn ông nhìn thấy nửa sắc, lòng họ nổi dậy ham muốn. Khi tâm sao động thì 404 mạch máu cũng chuyển động, tất cả 80.000 ổ vi trùng đều há miệng, mắt nó phun nước. Nước đó có màu trắng xanh, hóa làm tinh dịch chảy ra theo đường tiểu tiện. Thứ năm, tổng kết quán tưởng. Đức Phật nói với Xá Lợi Phất: Nếu bốn chúng đệ tử xuất gia mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, muốn cầu giải thoát thì nên học phép quán này như được uống cam lộ. Nghĩ tưởng tử tạng, căn người phụ nữ, các loại sâu dòi trong cơ thể người đàn ông đang há miệng giỏng tai, trợn mắt phun mủ. Ngồi yên lặng giữ hơi thở, quán tất cả những hiện tượng đó, nhớ rõ ràng như những hoa văn trên các ngón tay. Khi mở mắt, nhắm mắt đều thấy rõ ràng. Khi phép quán này thành tựu rồi thì lòng tham dục liền được tiêu diệt. Dù con gái, con trai nhà trời cũng như người phun hủi, thân này hay thân khác, cho đến tất cả chúng sinh trong cõi dục cũng như thế cả. Nếu nếm được loại thuốc này, đó mới là người trượng phu, làm vị thầy của trời, người, không bị nhấn chìm trong dòng sông ái. Nên biết những người này tuy chưa khỏi sinh tử, nhưng cơ thể họ đã ngát hương như hoa ưu bát la, là bậc hương tượng trong của mọi người. Lực sĩ vua rồng, trời ma hê thủ la cũng không sánh được họ.
Thứ sáu, quyết định khuyến tu. Kinh Thiền Yếu Hao Dục nói: như một người bị giam trong ngục, bốn phía đều kín như bưng, chỉ còn một lỗ xí, không còn đường nào khác. Như người trúng tên độc, chỉ lấy phân bôi lên mới trị được, không còn thuốc khác, nên tư duy như thế để quán không sạch. Me.